Rồi và xin chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay là một cái video rất là buồn các bạn ơi. Đây là con bi huyền thoại của mình, nó đã gọi là ra đi rồi nha các bạn. Nó đã chết rồi nha các bạn. Đây. Thì hiện tại thì mình mới đi học về và mình cũng vừa thay đồ xong, mình ra mình coi con bi mình nó như thế nào thì mình thấy nó nằm cứng đơ như thế này luôn rồi. Đấy. Vì nói chung là rất là buồn luôn. Thì con bia của mình đó thì mình nghĩ là nó không có là chết sớm như đâu các bạn. Tại vì trong khoảng là nửa tháng trở về đây á, thì mình thấy nó khá là yếu. Này yếu là không phải là do nó bị bệnh các bạn. Không phải là do nó bị bệnh. Tại vì con bia mình nuôi hồi đó giờ á thì nó rất là khỏe mạnh luôn. Nó không có bị bệnh gì hết. Mà yếu này là do nó già các bạn. Đấy. Tại vì mình nuôi nó cũng có khoảng 3 năm rồi. Mình nuôi nó từ lúc mà mình gọi là còn bán hamster tới bây giờ luôn á. Thì cũng khoảng 3 năm rồi. Và nó gắn bó với mình rất là lâu. Cũng như là cái kênh YouTube này rất là nhiều đó. Tại vì mình có quay cái video về đồ chơi đồ á thì mình cũng có quay nó lên đấy. Tại vì kênh của mình là chuyên về hamster mà đấy, tại vì mình quay đồ chơi hoặc là chế tạo đồ đó thì mình đều có quay những cái video có sự góp mặt của nó hết và được rất là nhiều bạn trong kênh của mình yêu mến nó luôn đó. Và mình đặt cho nó một cái tên là con bia huyền thoại đấy, và mình thấy các bạn rất là thích cái tên này. Đấy, các bạn cứ kêu mình làm video về con bia huyền thoại mình hoài. Nhưng mà mình không có thời gian để quay nhiều. Đấy, hồi hè thì mình làm đồ chơi đồ đó thì mình có quay nó đồ cho các bạn xem. Những video review rồi đó. Thì mình nghĩ nó cũng không có chết sớm như thế đâu. Nhưng mà hôm nay thì nó cũng đã ra đi rồi. Thì nói chung là sinh lão bệnh tử mà đúng không các bạn? Đấy, ai cũng vậy, cả con người hoặc là tất cả là động vật nào cũng vậy. Đấy, sinh ra, rồi lớn lên và già phải chết đi thôi. Đấy. Con bia của mình thì nó bị gọi là tuổi nó lớn quá, mình nuôi có khoảng 3 năm mấy, gần 4 năm rồi. Tính luôn năm nay nữa là khoảng 4 năm rồi đó. Thì tuổi thọ của hamster thì nó chỉ có khoảng là 5 năm thôi các bạn. Cùng lắm là 6 năm là cùng thôi. Tại vì hamster cơ thể nó cũng khá là nhỏ bé, cho nên là cái tuổi thọ nó không có được nhiều như là chó mèo. Đấy, chó mèo thì cũng khoảng mười mấy năm là nó cũng ra đi thôi. Đấy, tại vì tất cả ai cũng vậy, đều già thì phải chết hết. Thì nói chung là mình thấy cũng rất là buồn. Nhưng mà mình đã gọi là chuẩn bị tinh thần trước rồi. Mình chắc chắn là sẽ có cái ngày này nó sẽ xảy ra. Cho nên là mình cũng đã chuẩn bị một phần tinh thần trước. Đấy. Thì hôm nay mình đã quay một cái video này để mà thông báo với các bạn là con bia huyền thoại nó đã ra đi. Đấy. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn yêu mến nó luôn. Đã kêu mình quay video về nó. Cũng như là những cái video mà mình quay về con bia này á, thì mình thấy là lượt view nó khá là cao. Đấy, các bạn vào ủng hộ rất là nhiều. Ủng hộ mình cũng như là ủng hộ cái sự cute của con bia của mình rất là nhiều luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ là đào một cái hố nhỏ ở trước nhà mình. Ở trong cái chậu cây chẳng hạn. Mình sẽ chôn nó xuống nha các bạn. Đấy, coi như là chôn cất nó kỹ lưỡng đàng hoàng nha. Rồi và cuối cùng thì mình cũng đã đào xong một cái hố nhỏ nhỏ ở dưới cái chậu cây. Tại vì nhà mình ở trong thành phố á, cho nên là không có gọi là đất. Cho nên là mình, ở trước nhà mình có trồng mấy chậu cây khá là to. Mình đào một cái hố nhỏ nhỏ như thế để mà chôn nó nha. Đấy. Rồi, hố này thì cũng khá là sâu các bạn. Đấy. Thì mọi con chuột hamster hoặc là con bét gì mình nuôi mà nó chết á thì mình đều chôn nó hết. Chứ mình không có gọi là bước vừa bước bảy đâu. Đặc biệt là con bia này. Đây, mình sẽ quay những cái video cuối cùng về hình ảnh con bia này trên kênh của mình. Cho những bạn nào mà yêu mến nó thì có thể gọi là chia tay nó lần cuối ha. Đó. Rồi thì nói chung thì già thì phải chết thôi các bạn. Đấy, ai cũng vậy hết. Thank you.
Rồi và mình đã đào một cái hố cũng như là mình lót một ít mùn cưa ở phía dưới để cho con bia của mình nó là nằm im một tí nha các bạn. Đó. Rồi và nói chung thì nó ra đi thì nói chung là rất là buồn. Thì vì cái kênh của mình làm video về nó cũng khá là nhiều và cũng như là có rất là nhiều bạn yêu mến nó luôn. Và mình nghĩ rằng đó là con bia của mình nó cũng cảm thấy rất là vui khi mà có rất là nhiều bạn là ủng hộ nó. Đấy, xem video đồ ủng hộ nó rất là nhiều, yêu mến nó. Rồi, và trong thời gian sắp tới thì có thể là mình sẽ là bắt thêm một con bia khác. Đấy, cũng màu lông trắng như thế này, cũng là một cái dòng hamster bia như thế này, để mà thay thế cho cái hình ảnh con bia huyền thoại của mình hiện tại, để cùng mình tiếp tục làm ra nhiều cái video khác nữa cho các bạn xem nha. Và rất mong là các bạn sẽ là đón nhận cái con bia thứ hai của mình trong thời gian tới nha. Rồi, khi nào mà mình bắt nó về nuôi thì mình sẽ làm video thông báo cho các bạn xem. Còn con bia huyền thoại của mình thì nói chung là nó đã ra đi rồi. Và mình hy vọng thì con bia của mình nó sẽ là đầu thai thành người hoặc là thành một cái con vật nuôi gì đó và được chủ yêu mến nó cũng như là yêu thương chăm sóc nó. Đó. Rồi, và đây là những cái video cuối cùng. Và bạn nào mà yêu mến nó thì có thể là để cái lời chúc vào cái bình luận ở phía dưới nha.